tiếp vậy? Ngươi chính là một chút quyết định chuyện giữa mẫu thần và ông ngoại Lý Thiên Mệnh. Ta, vậy ta nên làm gì? Lấy đi cầu xin lão già kiều. Thế nhưng mà... rất đơn giản. Mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Đây là chuyện ta vẫn luôn nỗ lực mà. Sao lại thành mấu chốt rồi? Không không. Ngươi cần phải trở thành cường giả trong thời gian ngắn. Mạnh đến nỗi mà đủ gây sự chú ý cho mọi người. Nếu có thể khiến sư phụ nhìn người với ánh mắt khác, thì mẫu thần liền có cơ hội được cứu. Huynh đệ nhà họ Vệ không có hứng thú với cái ghế của gia chủ. Lớp trẻ tuổi thì tư chất lại quá bình thường. Đây là tâm bệnh của sư phụ. Mà sư phụ lại rất ưa thích cái người có chí tiến thủ, biết cố gắng. Nói cách khác, muốn lão già đó tán thành, ta phải thấy mẫu thần biểu hiện ra có tác dụng mới được. Không sai. Không chỉ là tán thành, mà còn khiến sư phụ yêu thích. Vậy ta phải bái. Ta bái làm sư phụ rồi. Trên danh nghĩa thì không được, nhưng ta sẽ giúp người. Cầm lấy thứ này đi. Đây là vũ khí của người đã hủy rồi. Coi cái này như là món quà ta tặng người đi. Thủ binh tầng 5, Viêm Long Tỏa Liên. Thứ này quá vi giá, được coi là món quà rồi. Ta sẽ thuyết phục sư phụ cho phép đến Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Còn việc của mẹ người tạm thời giao cho ta đi. Viêm Hoàng Tháp đó đâu phải là nơi mà người ta có thể tùy tiện vào chứ. Người không có bằng hữu. Đầu tiên nhờ một người dẫn vào, rồi từ 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 sau giao chìa khóa cho người. Bằng hữu ta hiểu rồi, cảm ơn ngài. Xem ra đến lúc tìm Linh Nhi giúp ta tu luyện rồi. Nhìn cái vẻ mặt này bi ối của người chắc chắn là chưa nghĩ được gì chứ gì. Cút, con chưa biết ai mới là bi ối đâu. Được rồi, ta đi đón mẫu thần người. Có việc gì thì cứ tìm ta. Rõ, ta chỉ cố gắng tu luyện thật tốt. Thanh Loan Trại. Hẳn là nơi này nhỉ. Ốc Trại là nhà riêng để trong lúc chuẩn bị tế lễ. May mà lần trước Linh Nhi đã cẩn thận ghi lại địa chỉ cho mình. Kaka, mới biết Kaka sẽ đến tìm ta mà. Linh Nhi à, ta tới làm phiền muội giúp ta đi tu luyện. Tưởng ai hố ra là tên làm ruộng à. Còn có cái con gà siêu cấp đáng yêu của ta nữa. Chứ ta muốn dẫn Linh Nhi đi Viêm Hoàng Tháp. Cút, người đang yêu cái chỗ nào hả? Ấy giờ nữ hiệp xin hãy nhẹ tay. Này, thành danh của người kém như vậy ư? Linh Nhi sẽ đi theo chắc chắn phải chịu liên lụy, ta còn đồng ý. Ấy tạm đi mà, có lên bài của cô được cho ta, ai dám động vào chứ? Không nói là ta quên đấy, mau trả lên bài này cho ta, tránh cho người mau danh đi lừa gạt. Chị Đại à, đừng có hiểu nhầm chứ, em không phải là người như vậy mà, chị đừng có đổi lại mẹ. Hay ta biết lệnh bài kia ở đâu, vuốt về ta vài cái thì ta sẽ nói cho ngươi. Con gà chết tiệt này, thích xen chuyện vào người khác nói à, lệnh bài giấu ở đâu? Chị Đại à, hắn đang cất ở trong đống quần, chỉ cần chỉ thò tay vào là... Vậy ta và Linh Nhi đi trước nhà. Biện đi tranh thú lúc ta còn chưa bùng nổ. Linh Nhi, ta còn cảm giác vui có thể trợ giúp ta tu luyện, nhất là trong trạng thái phụ thể. Được thôi, phụ thể của mùi hiện giờ đã viên mãn rồi. Phụ thể viên mãn sẽ giúp tăng cường toàn bộ phương diện của cà cà. Mà mùi thì chỉ cần phát huy viên mãn cái phụ thể với cà cà. Mùi rất mong chờ được song tu cùng cà cà đó. Bởi như vậy thì mũi có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Vậy còn chờ cái gì nữa? Vừa đi đường vừa phụ thể luôn có được không? Đương nhiên. Thế là Linh Nhi à, thật không ngờ hiện giờ ta còn có thể cảm nhận được nhịp tim của mũi đó. Linh Nhi cũng cảm nhận được nhịp tim của cà cà. Vì sao? Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là thần giao cách cảm nhỉ? Sư phụ, ngài tìm đồ nhi. Chuyện làm đến đâu rồi? Sư phụ yên tâm đi, con đã tu xếp cho tình nhi hồi phủ xong xuôi. Sẽ không có ai dám đinh quấy rầy nàng đâu. Ngồi ra,
con gợi ý cho Lý Thiên Mệnh đến Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Tốt, vẫn là người hiểu tài nhất. Nghe nói tiểu tử kia đã từng làm một chút chuyện hạ lưu, là chuyện gì vậy? Việc này có liên có quan hệ với đệ tử của con, Lâm Tiêu Định. Nhưng xem ra hiện giờ e là còn có ẩn tình khác. Tiểu tử kia ánh mắt kiên định, không sự cường quyền, tuyệt đối không phải hạng người cướp gà rồng chó. Người nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta. Vâng sư phụ, chân tướng sẽ được phơi bày trước thiên hạ. Ôi mà, cái tổ cấp cao thật đó nhìn không thấy đỉnh đầu đâu luôn. Cà cà lần đầu tới Viêm Hoàng Tháp sao? Đúng vậy, sau này là nhị thường xuyên tới giúp cà cà nhé. Nếu thế thì ta nhị lại muốn ghen mất thùi. Ghen lấy nào cô ta thích cà cà sao? Người nói cái rắm vậy là nàng ghen với ta. À trời ơi, thì ra quan hệ của Linh Nhi với thành công chúa là như vậy ư? Cái con gà chết tiệt này nữa, cấm mồm cho ta. Đừng đùa nữa đi thôi. Đừng tướng ta là gái ngoan, ta có cái giá, cái tính riêng của mình đó. Ồ, đây không phải là Khương Nhi công chúa sao? Gã thiếu niên bên cạnh nàng là ai vậy? Ta chưa từng thấy qua. À ta biết hắn, hắn được gọi là Lý Thiên Mệnh, chính là kẻ năm xưa đã hạ độc với một tình tình. Sao cái loại người này cũng được tiến vào tiền phủ vậy? Lại còn lên ngang cùng lên nhị công chúa vào trồng tháp đấy chứ. Cái tên đần này khiến cho họ nhà vợ mất hết mặt mũi rồi. Ta không hiểu hắn vì sao ông lại thả hắn ra nữa. Linh công chúa rất ngây thơ, chắc chắn là bị hắn lừa rồi. Không biết ai sẽ đứng ra giúp đỡ công chúa đây. Không được, không được, không thể để ý để hắn đạt được ý đồ được. Ta nhất định phải chứng minh hắn không phải là người tốt trước mặt công chúa. Linh công chúa xin dừng bước. Cô là tiểu nha đầu nhà họ vợ kìa, vợ Lân Huyền đúng không? Tìm tới có việc gì? Linh công chúa, ta không biết vì sao công chúa lại quen biết với Lý Thiên Mệnh. Nhưng xin công chúa hãy tỉnh táo, nhìn rõ bộ mặt thật của hắn đi. Đừng giữ cho hắn dùng những lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Nó hay lắm, rốt cuộc cũng có người đứng ra chính nghĩa rồi. Cái mặt thật xấu xí đáng ghét. Cái loại người như hắn làm ồ ớ Viêm Hoàng Tháp, tự ta biết phân biệt ai tốt ai xấu. Ta không ngậm thấy cài cà xấu xí. Xấu xí là các người, một đám người cười nhạo, trao phúng gây có dễ cho người khác. Ta thích đi chung với cà, cũng không cần các người xen vào chuyện của ta đâu. Đúng là một cô gái trong sáng. À, tình tế phát triển theo thế nào đây? Không sai, một lũ ngốc thích nói chuyện xấu người khác. Nhưng cuối cùng Linh Nhi vẫn đứng về phía ta, thế nào, tức lắm hả? Nhân phẩm ta không tốt, tư chất cũng chênh lệch. Nhưng Linh Nhi vẫn thích ta đấy, có nhục hay không, à là có phục hay không? Linh Nhi cà cà, mới chế độ cơm chó cho bọn họ tức trời. Quả nhiên chúng ta tâm linh tương thông. Dạ, ta không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta đi thôi Linh Nhi. Phản ứng lại cái đám tiểu nhân sẽ bị hạ thấp thân phận của mùi đó. Ta không hiểu sao chúng lại đi nói xấu một nam nhân tuân khiết như ta đây. Nhất định là Lý Thiên Mệnh đã dùng thủ đoạn gì đó để che mắt công chúa, mới có thể khiến nàng không màng đến thành danh mà báo vì cho hắn. Lý Thiên Mệnh đứng lại, hôm nay ta nhất định phải vạch trần cái bộ mặt thật của người. Cô thật đúng là thích bám lấy người khác nhỉ. Nếu mà cô là người của về già, nên ta sẽ cho ngươi một đường lùi. Còn nếu cô vẫn cứ muốn giày dừa thì đừng trách ta cùng gạch ký. Đừng có mọi lỗi về già ra đây. Ngươi là cái tá gì chứ? Thật đúng là phiền phức. Vậy ta còn không cần phải biện pháp rồi. Phù Linh, đã nhau rồi, có trò hay để xem rồi. Hắn đùa ta, thực lực chắn ra đầu mà cũng muốn trật bức. Tất cả dừng lại. Thiên phủ có quy định nghiêm cấm đánh nhau trong Viêm Hoàng Tháp. Các người muốn bị đuổi khỏi thiên phủ à? Tần thị thiên sự của thanh công chúa và về Lăng Quyền. Tiếp 8.
Đệ tử thì sư, đệ tử không dám. Chuyện quan trọng nhất là người cố gắng đột phá tầng 7, đừng có mà hào phí tinh lực vào những chuyện nhỏ nhặt. Rõ, đệ tử xin ghi nhớ. Lũ nhóc chỉ biết lười biếng, giải tán đi tu luyện hết cho ta. Vâng thiền sư, chúng ta cũng đi tu luyện thôi Liên Nhi. Thằng nhóc Lý Thiên Mệnh này đúng là đi đến đâu là gây ồn ào đến đấy à. Viêm Hoàng Thạch, chúng ta đến rồi ca ca. Đây là Viêm Hoàng Thạch, tất cả mọi người đều ở đây tu luyện. Năm xưa khi ta còn là đệ tử tân lớp thấp nhất, đã nghe nói qua nơi này, ta đúng là hùng vĩ nhà. Để Liên Nhi giới thiệu qua cho ca ca. Viêm Hoàng Thạch nghe nói là khi khai mở Viêm Hoàng Ngọc Cung, các vị tiên bối đã đặt ra nó ở đây này. Nó có thể ngưng tụ vô tận thiên địa linh khí, còn có thể điều chuyển dòng chảy thiên địa kinh khí nữa. Nguồn thiên địa linh khí này có thể giúp ích cho tu luyện. Lấy Viêm Hoàng Thạch làm tâm, dựa theo khoảng cách mà chia làm 5 cấp độ tu luyện. Khoảng cách xa nhất gọi là sơ cấp, tương ứng với cấp 1, còn gần nhất là cấp 5. Có tên đỉnh phong cấp đồng nghĩa với việc được tu luyện ở ngay dưới chân Viêm Hoàng Thạch. Vậy chẳng phải mọi người đều trên nhau ngồi ở cấp 5 ư? Đúng nhưng cũng không đúng, bởi vì còn phải xem khả năng kiên trì của mọi người. Thiên địa linh khí rất hùng mạnh, không phải ai cũng có thể điều khiển được nó. Càng gần thì càng nguy hiểm, rất dễ rơi vào phản phệ uổng khí một đời. Ai nói ví von, nghĩ bát to bao nhiêu, cơm thì đầy bấy nhiêu, chỉ sợ ăn no bỡ bụng. Ví dụ rất là hay. Vậy hẳn hiện tại rất ít người đạt được tiêu chuẩn đỉnh phong cấp. Không phải rất ít mà là không có. Lịch sử từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt được, cao nhất cũng chỉ đến là cấp 3 thôi. Cái gì? Kinh khủng như vậy sao? Thế hiện giờ ai ở cấp 3? Cà cà sẽ không muốn nghe cái tin đó đâu. Lâm Tiêu Đình, Linh Nhi, chúng ta hợp thế rồi thử cấp 3 đi. Chúng ta nên tiến từng bước vẫn là tốt hơn. Muốn khiêu chiến cấp 3, nằm mơ đi. Ngay cách ta chỉ có thể tu luyện cấp 4, uống hồ, cái lỗi mới ra đời như người. Nếu như người có thể tu luyện cấp 3, ta tê chết quỳ xuống liếm dạy cho người. Lại là cô, thật đúng là âm hồn bậc 8 mà. Cái phép khinh tướng thật là ngu xuẩn. Lấy thì mệnh, ngươi cũng là thứ vế vật như mẫu thần ngươi mà thôi. Căn bệnh năng y chính là báo ứng tốt nhất cho nàng. Đã không thể tự đồng thủ với ta sẽ lợi dụng Viêm Hoàng Thạch để trị cho ngươi. Ngươi mà mò lên cấp 3, không chết thì cũng tàn phế. Dám công nhiên vũ nhục mẫu thần của cà cà, tức là quá phận. Cô vừa nói nếu chưa ta kiêu chiến cấp 3 thành công thì sẽ quỳ xuống liếm dạy cho ta. Vậy có dám khai lời này ra ngoài không? Có gì mà không dám. Tất cả mọi người nghe rõ đây, Lý Tiên Mệnh muốn khiêu chiến cấp 3. Nếu hắn có thể thành công, ta sẽ quỳ xuống liếm dạy cho hắn. Quỳ lấy cách chờ ai xem rồi. Cái tên Lý Tiên Mệnh này điên rồi à? Cấp 3 đúng là trò cười mà. Tốt, vậy cô chuẩn bị mà liếm dạy cho ta đi. Viêm Hoàng Tháp, người có phải cầm cự được ít nhất là nửa giờ, đồng thời chỉ có một mình, không được nhờ công chúa hỗ trợ, sao hả, có dám được cơ không? Đương nhiên vẫn là câu nói kìa, ngươi để mà liếm dậy cho ta đi. Cà cà, có cái gì đừng có sợ, lỡ như có thua thì Linh Nhi cũng nhận trừng phạt với ta có được không? Cho có bạn bè à? Cà cà khôn lỗi, người ta có cá cược đâu. Chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Cái dáng cá cược này mà hắn cũng dám nhận, rõ ràng không biết gì về Viêm Hoàng Thạch mà. Còn phải nói cái người đầu óc bình thường sẽ không ngủ đến mức ám hại một tình tình, xí chút nữa là tự hủy chính mình. Ế, sao khán giả đồng vậy? Đừng đâu mà, lần này tôn mộ vào nhờ vào người hết đó. Vĩnh Hằng Luyện Ngục kết hợp với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Muốn đến tầng 3 hẳn chắc là không khó lắm nhỉ? Đừng có coi thường gà đại nhân ta, đi, trực tiếp xông vào đi. Xong sớm nghỉ sớm, còn xem trò vui nữa. Đừng,
Vừa anh lên đã chơi lớn như vậy, có hơi quá kiêu ngạo rồi không? Tân bốn là được rồi. Hoa kiêu ngạo cái gì chứ, chỉ có nửa giờ. Ngươi nhìn gà da ta đây, chân dài miên mãn như thế này mà. Chân cơn khúc à. À, vì sao nàng đi vào tầng 4 rồi? Hắn đi vào tầng 4 rồi. Hắn muốn bảo vào tầng 3, trực tiếp lên tầng 4, đùa ta. Biết rõ sẽ thất bại, nên muốn đi sau một tầng. Tưởng làm như vậy dù thất bại thì cũng không mất mặt sao? Ngây thơ. Tới đi đâu đó. Mở. Hắn đi là, chẳng lẽ không phải là bộ mà là nghiêm túc à? Cái này, nếu như là chết thật thì sẽ không đổ tội lên đầu ta đã chứ. Cái này giống như là luyện linh hồn ở trong truyện La Chinh gì đó. Cái mấy cái tập đầu đó, bắt con quái thú rồi bắt đầu đi, càng cái vòng nhỏ thì càng mạnh. Ta cảm nhận được cả cả đang sinh ra cộng hưởng cùng viên bồ tạch. Hắn án vị mà không phải chứ. Hắn đã cầm cự được một khắc, vẫn còn có thể kiên trì nên tiếp tục nữa. Một khắc là 12 phút. Viên hoàng tạch không hổ là thánh địa tu luyện, mới chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi mà ta đã cảm nhận được huyền diệu của nó. Nửa canh giờ thật là ngắn ngủi. Hình như vậy của ta bị bấn rồi. Phải làm sao bây giờ? Nhức đầu thật đó. Lý thì mệnh hay là body, chúng ta đều công nhận hôm nay người thắng. Đừng có vì một con nói đùa mà làm khó một tiểu cô nương. Đúng vậy đó, thân là nam nhi nên rộng lượng một chút. Chúng ta công nhận người có thiên phú dị bẩm. Mọi người về tán đi, một trận đua cực mà thôi. Đều là đệ tử tiền phủ, không cần phải làm to chuyện chứ. Đường đường là con gái rượu của Viêm Hoàng công chủ, vậy mà trước mặt bao nhiêu người lại nói lời không giữ lời, chỉ biết trốn sau lưng. Ta thấy có một vài người không xứng làm người của vệ phủ nhà. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói bậy cái gì đó? Vậy thì còn không mau liếm đi. Ai muốn liếm vậy, tối của người trước, cái đồ vô sĩ. Vậy ta tới giúp người đây. Con chim gì ác ấy da, ăn hiếp tí của người quá rồi, xịt máu muối rồi. Mà không phải người nó liếm vậy ơ, sao lại bấn vậy ta thơm rồi. Cái này, Lý Thiên Mệnh, cái đồ vô lại, người dám bắt nạt ta, ta nhất định sẽ công bù ta cho ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Chạy rồi. Lại sắp thêm phiền phức nữa rồi. Mà thôi, mặc kệ đi, chúng ta bắt đầu luyện đi. Kể cả ai là chúng ta thử phối hợp chiều khiêu chiếu đồ phù hợp đỉnh phong một chút đi. Được, nào, con tới đi lên nhì. Nhìn kìa, hai người bọn họ lại tiếp tục đi lên. Không phải chứ, chẳng lẽ muốn khiêu chiến từng năm. Bắt đầu đi, Kaka. Cảm ơn Linh Nhi. Quả nhiên, độ phù hợp đỉnh phong không tầm thường. Linh khí vào hòa diễm vô cùng mãnh liệt. Nếu không có nhiều Linh Nhi phụ linh, thì có thể ta sớm đã bị xé toàn rồi. Kaka tay trái chỉ là thủ. Chuyện rất dài dòng. Để sau này có cơ hội Kaka sẽ cỡ và tập trung tinh thần nào. Gió. Kaka dữ dội quá, Linh Nhi chịu không nổi. Ta lỏng đi. Bỉ, các ngươi là cái gì vậy? Vừa thở hổn hển vừa là hét, lại vừa đầy mồ hôi. Ai ngờ có biết là lại tưởng là ngươi đang đập mái đó. Cái con gà mất dậy. Hay có thời gian nói nhảm thì mau giúp ta chống đỡ đi. Rồi, ta biết thời điểm mấu chốt lại phải dựa vào gà ta đây mà. Ai nói đây là linh khí phong bảo? Này, mau dừng lại đi, nếu bị linh khí phong bạo thôn phệ sẽ mất mạng đấy. Cố thêm chút đi, ít nhất cũng phải kiên trì được nửa canh giờ. Kaka, cả Linh Nhi không xong rồi. Linh Nhi, Kaka vẫn còn cố được, mau vận chuyển toàn bộ sức mạnh về phía sau để Kaka chống đỡ. Nguy rồi, Viêm Hoàng Thạch
đã mất kiểm soát. Lý Thiên Mệnh bị linh khí phong bảo tốt vệ rồi. Kia là có người khiêu chiến độ phù hợp đỉnh phong mà. Là ai lại to gan như vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại xuất hiện phong bạo linh khí? Mau kiểm tra xem sẽ ra chuyện gì vậy. Nhìn kìa, hắn đang ra. Lý Tiên Mệnh vậy mà không bị phong bạo thôn phệ linh khí à? Tiếp chính, hắn kiều chiến thành công độ phù hợp đỉnh phong rồi. Xem ra là gì vậy? Sao lại nhốn nháo như vậy? Không phải chỉ là tìm chỗ thích hợp để tu luyện thôi à? Làm sao lại kinh động đến phó chủ phủ và các vị thiên sứ thế này? Người đã làm thế nào vậy? Đương nhiên dựa vào thiên phú tuyệt thế của ta rồi. Cái thứ thiên phú mà các vị thiên sứ chướng mắt ấy, không thể không thừa nhận. Đây lần đầu tiên lão phu nhìn nhầm người. Chứ vị thiên sứ cảm thấy thế nào? Nếu sớm biết hắn có thiên phú cao như vậy lúc trước thì đã... Giờ nói thì đã muộn rồi. Hắn đã là đệ tử của phó chủ phủ, không phải muốn là được. Đến phòng đô phù hợp đủ để chờ người ghi tên vào lịch sử Viêm Hoàng học cùng. Không tệ. Đã tạo vô chủ đã khích lệ. Giờ ta còn đưa lên nhì trở về. Nàng còn được nghỉ ngơi. Rất xin lỗi các vị. Đi thôi. Khi quay về lại nhớ tìm ta đó. Ta có vài lời muốn nói. Rõ phó chủ phủ. Lý Tiền Mệnh, cái tên nhà người làm sao lại đỡ Linh Nhi thành tên này rồi? Làm sao đến phong độ phù hợp thì có gì mà đáng khoe chứ? Đại tỷ nãy giờ ta có nói gì đâu, toàn là ngươi tự biên tự diễn cơ mà. Đừng kể nhau nữa, ta không sao mà. Mặc dù chỉ là một tên nhà quê, nhưng nếu ngươi chịu đầu quân cho chủ tước vương tộc ta, nhất định sẽ không bạc đãi người đâu. Trở mặt cũng nhìn quá đó má. Đương nhiên là có thể rồi, cậu cũng không được ấy chứ. Người trở mặt cũng nhìn hơn cả ta nữa. Hai đứa người cùng một ruột mà. Cái này còn phải nói giấc mơ của hắn là trở thành phò má của chủ tịch quốc đó. Chuyện đó thì sao rồi nói đi. Quan trọng vẫn là được phụ vương đồng ý. Người nghĩ nhiều rồi, không phải là hắn muốn cưới ngươi mà là nhìn Linh Nhi công chúa cơ. Hả? Ta nói nghiêm túc nhé, ở nơi đất khách quê người này, ta chỉ có hai người, các người là bằng hữu. Cho nên bất kể thế nào, ta nguyện ý vì hai người mà không tiếc mạng sống. Muốn bắt cá hai tay cơ à? Cút đi, tìm cái ổ gà mới mà chơi đi. Lộn xộn cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh, còn có một chuyện nữa. Vài ngày nữa ta phải rời đi một thời gian. Ngươi phải bảo vệ tốt cho Linh Nhi đó. Còn nữa, tuyệt đối không được bắt nạt nàng. Nếu mà ta trở về mà phát hiện ngươi làm chuyện gì xấu, ta sẽ trực tiếp cho người bắt người về trong cung làm lý công công. Yên tâm, ta không dám. Cái bà Trần này đi rồi, chẳng phải mình có thể thoải mái hẹn hò cùng với Linh Nhi đâu. Mà này, con muốn đi đâu vậy? Thành Nhi muốn đi chiến trường Trà Nguyên. Cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không tiện nói ra. Kaka, có thể hỏi phó trụ phủ, có thể ngài ấy sẽ cho Kaka biết. Cái gì? Ngươi hỏi chiến trường Trà Nguyên ư? Không thể nói sao? Cũng không phải, chiến trường Trà Nguyên là cuộc tranh đấu giữa những đệ tử ưu tú nhất. Nếu chiến thắng sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, trong Trà Nguyên còn có rất nhiều tạo hóa và tài nguyên phong phú. Có điều danh ngạch cô hạng mà cũng có yêu cầu về cảnh giới của đệ tử. Là vậy sao? Đã hết danh ngạch là được rồi. Nếu ngươi có yêu cầu gì về chuyện phương diện tu luyện, có thể trực tiếp nói với ta. Hả? Tạ ơn phó chủ. Vậy ta liền không khách khí nữa. Hiện giờ ta muốn mấy môn võ cùng thượng phẩm nguyên cấp. Có thể, ta sẽ dẫn người đến chiến công điện, rồi để ngươi tự lựa chọn. Chiến công điện là nơi cất giữ công pháp của thiền phủ à? Bất cứ là công pháp chiến quyết hiếm có
uy lực mạnh mẽ, gì đều ở nơi đây. Nhưng nghe nói có thiên tài ưu tú nhất mới có tư cách đến đây lựa chọn một môn chiến quyết. Nguyên Cực dẫn Lý Thiên Mệnh đi lựa chọn ba món thương phẩm nguyên cấp chiến quyết đi. À vâng sư huynh. Thiên tài ưu tú chỉ được chọn một món mà con ta đến ba món. Cái bắp đùi này ta phải ôm thật chắc rồi. Năm canh giờ sau, chỉ ba môn chiến quyết mà ngươi lại chọn lâu đến như vậy, thật là đủ cẩn thận hả? Cho ta xem ba môn công quyết ngươi chọn thế nào đi. À, trải qua sự đắn đo suy nghĩ mò mẫm và lựa chọn tỉ mỉ, đây là ba môn mà ta hài lòng nhất. Con thứ nhất là thần pháp tên gọi là hỗn độn thị mảnh. Tu luyện đến tầng cao nhất, cơ thể sẽ giống như một tia hỏa diễm quỷ hồn, lóe một cái liền đến. Còn con thứ hai là quyển pháp là Tam Dương Trọng Quyền. Tam Dương Trọng Quyền tổng cộng có 3 chiêu, đặc điểm là tấn công liên tục, uy lực mỗi một chiêu đều có thể lấy một mạng người. Cuốn thứ ba một tiên pháp tên gọi là Tàn Hồn Thất Sát. Tàn hồn thất sát này có thể phát ra âm thanh quỷ gạo, thông qua chấn động của trường rồi áp chế tinh thần của địch thủ. Viên pháp có thể giúp uy lực của hắc ám tì tăng lên gấp bội. Tiên pháp thì phù hợp với mờ linh chi đồng tạo ra công kích toàn diện với thị giác và thính giác. Có cảm giác tì ta sắp vô địch đến này rồi, thật không thể chờ được đến lúc tu luyện nữa rồi. Đều là chiến quyết có độ khó cao. Thứ nhất là môn thứ ba cũng không tệ. Nếu người có thể luyện ba môn này đến năm thành thì cũng đã đủ kiêu ngạo thiên phủ rồi đó. Ta sẽ cố gắng. Năm thành tính là cái gì chứ? Ta có thể luyện đến đỉnh phong. Tốt, vậy cố gắng lên, ta đi trước đi. Có việc gì thì đến mặt phủ tìm ta. À rõ, ta ơn phó chủ phủ, ngài thật là tốt. Mau đi tìm Linh Nhi cùng tu luyện công pháp nào. À mà còn, nửa đêm mình đến tìm nàng có chút không ổn. Thôi thôi, đây ngày mai vậy. Đúng là suy nghĩ chín chắn. Nhưng tối thì không sợ chịu nổi được. Ta cảm giác trong không gian cộng sinh có quả trứng đang kích động. Ai không sai chính là người rồi. Muốn ra đời rồi sao? Ai không còn hỏi, nó là một con lười siêu cấp đó. Lấy ra phải nở từ lâu rồi mà đúng chứ. Chẳng qua nó cứ kìm nén không muốn ra mà thôi. Mà còn có kiểu này nữa, vậy bao giờ nó mới muốn ra? Thì nó đang ngủ nướng đấy. Cái lỗi này không trông cậy được gì đâu. Mà mặc kệ nó đi, ta có cái này cho ngươi nè. Tèn tèn tèn. Hồi hàng cực phẩm áo yếm đó của thành công chúa, vất vả lắm ta mới trộm được đó. Ta biết người mà ao ước cái thứ này lâu rồi. Thân là huynh đệ, ta đương nhiên muốn giúp người đạt được thế nào. Đấu trường nghĩa chưa? À, cái con gà chết tiệt, ai muốn người bị điên lâu rồi chưa? Ai ta tới nào thưởng thức mùi thơm đi. Ta đã tin có mùi thơm, để ta kiểm tra coi. Hoa đang nghiện còn ngại đi chứ. Đang nghiện mà còn ngại. Ai không được là tranh thủ thời gian đem đốt đi. Đừng để con công chúa biết nha. Nếu không thì cô ta thật sẽ cho ta vào vương phủ làm thái giám mà. À Linh Nhi, có đây không vậy? Ngủ dậy chưa? Sáng hôm sau. Gõ cái gì mà gõ? Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi. Sao người lại đến đây nữa rồi? Linh Nhi đâu? Nàng còn đang trang điểm, sao người lại tới đây? Vì sao lại không thể tới chứ? Ta tìm Linh Nhi chứ không phải tìm cô đâu. Wow, cái người này tuyệt đối không phải để lộ việc trộm áo yếm của cô đâu. Của cô ta đâu đấy? À quên đi, hôm qua cái áo yếm màu đó mà người lấy ra lông mũi, cái đó thừa. Con chú tước ấy có phải là của thành công chúa không vậy? Ấy cái con gà ngu đi. Lý Thiền Mệnh. À chị đại, à chị đại, hiểu lầm tôi mà. Thì là một tiếng hét thờ thảm đến mức đáng thường. À ta tới để rủ Linh Nhi đi cùng tu luyện thôi mà. Đầu đó chết tiệt lại dám lừa ta thiệt là. Tiếp mời. Linh Nhi à, đừng chơi với cái tên lùn manh này. Ở nhà thiêu giúp ta đi.
Không sao, tới tin tưởng cà cà. À, chúng ta đi thôi Lê Nhi. Vâng cà cà. À, đừng đi Lê Nhi, người bị mỡ heo chém mất rồi hả? Lý Thiền Mệnh, coi như người có bản lĩnh. Lê Nhi à, mỗi có biết những ai tham gia trạm viện đấu thú không? Có bao nhiêu danh ngạch vậy? Bí mật này mặc dù không nói cho, không cho nói, nhưng thực ra cũng đã công khai. Kè kè, đã từng nghe đến thiên bản thất tử chưa? Hả, em cái con ếch tứ tử à? Ây, không phải là bảy đệ tử xếp hạng đầu thiên bản cơ. Theo thứ tự là Lôi Tôn Phủ, Lâm Tiêu Định. Không còn nghĩ, biết hắn sắp thứ nhất rồi. Là người kè kè rất ghét đó. Sớp thứ hai là Thiên Cơ Cung Mặc Lâm. Người này ta cũng biết, lúc đến chiến cùng điện lựa chọn cộng pháp, hắn đã giúp ta, là người tốt, ta đánh cào giá hắn đó. Chu Tước Vương tộc Khương Thành Loan. Mà không ngờ thành công chúa lại mạnh đến như vậy, là đại cao thủ xếp hạng ba nha. Tinh thần thương hội tinh khuyết. Và Thiên Phủ Vị Gia, Vị Quốc Hào. Tinh thần thương hội thần hạo. Và Lôi Tôn Phụ, Một Tình Tình. Một Tình Tình à, cô ta cũng lột vào top 7 rồi. Trước kia nàng ta chỉ nằm ngoài nhóm 10 người, nhưng gần đây đã trèo lên được hàng 7 thiên bảng. Nữ nhân này vì muốn trèo cao mà hao hết tâm huyết à. Cái dạng người này khó trách, trước kia lại giống cá lên ta để dấn thân vào phú quý. Chào Miên. Đấu thú có tất cả 7 danh ngạch. Lâm Tiêu Định là đệ tử nội môn của Thánh Thiên Phủ, còn lại 6 người kia vừa vặn đủ 6 danh ngạch dự định. Nhưng nghe nói năm nay Thiên Phủ dự định chỉ nhận một người. Rốt cuộc Thánh Thiên Phủ mà mũi vừa kể là gì? Mục đích cuối cùng bọn họ chính là tranh đoạt mũi một suất danh ngạch này à? Cà cà, không biết Thánh Thiên Phủ à, đối với những người quốc gia nhỏ như chúng ta, sự tồn tại nó giống như là thần vậy. Chu Tước Quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ trong Viêm Hoàng Đại Lục mênh mông này. Quốc gia giống như là vậy có vô số kẻ, mà Thành Thiên Phú chính là thiên phủ của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Tất cả Viêm Hoàng ập cùng và tâm phủ ở trên đời này đều được gây dựng bởi thế lực của Thánh Thiên Phủ. Nói cách khác, lần trầm yên đấu này còn có đệ tử của các quốc gia khác tham gia. Đúng vậy, dù sao thì đây mới thật sự là cơ hội bước lên trên trời, nên cạnh tranh rất khốc liệt và tàn khốc. Mặc dù những thứ này không liên quan gì đến ta, nhưng biết một chút cũng gà tốt, càng giúp ta có thêm động lực tu luyện. Đi thôi Liên Nhi, chúng ta leo lên tầng cao nhất luôn đi. Dân ca ca, nếu không phải nơi này cấm đánh nhau, ta sớm đã một đập chết hắn rồi. Dám hành hung đệ đệ của ta thanh như thế này. Đừng vội, không thiếu cơ hội là giao hưởng hắn đâu. Với cả không chỉ riêng chúng ta muốn đòi nợ hắn, nhìn xung quanh đi, rất nhiều kẻ mang địch ý vì hắn đó. Cái tình khốn, vì sao nhìn thấy hắn ta lại càng không ngừng nghiến răng nhảy? Ai sao công chúa lại muốn thần với hắn chứ, thật là đáng hận mà. Ai đúng là người ưu tú mà, đi đâu cũng phải mang theo những người ganh ghét. Lê Nhi, mỗi lần phù thể có thể kéo dài bao lâu? Chỉ cần cà cà muốn thì vĩnh viễn cũng được. Ai kinh khủng như vậy ư? Chúng ta đúng là một cặp trời sinh. Thật ra muội cũng hy vọng cà cà có thể tham gia trăm yên đấu thú. Như vậy muội có thể nhập thần trên người cà cà mà không cần phải lộ mặt, sau đó giúp thanh nhi. Nói thật là muội rất lo cho nàng. Tình cảm của muội dành cho thanh nhi thật là đáng quý. Tiếc là tu vi hiện giờ của ta còn chưa đủ tư cách tham gia. Việc duy nhất có thể làm là lợi dụng Viêm Hoàng Thành để mạnh lên. Vẫn là quá chậm. Cà cà đừng có tự trách nữa. Cà cà là người tiến bộ thần tốc nhất mà muội từng thấy đó. Ta phải muốn nhanh hơn nữa. Thật ra lần đầu chạm vào Viêm Hoàng Thạch, ta đã có cảm giác
Viêm hoàng thạch có sinh mệnh, mặc dù nó vốn sừng sững ở nơi này, nhưng thứ nó muốn không phải là được vạn người ngưỡng mộ. Nó muốn giao lưu cùng người khác, lăn lộn cùng người khác, nhưng lại không ai hiểu được nó. Thậm chí cũng không tới gần cũng không dám. Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta thực sự muốn thử một lần. Các người tôn nó là thần, ta lại coi nó là huynh đệ. Ta muốn cùng nó đối luyện. À da, nhìn kìa, viêm hoàng thạch bị làm sao vậy? Nó đang phát ra ánh sáng chưa từng có. Có hiệu quả. Quả nhiên không sai, viêm hoàng thạch phản ứng với ta. Nó đang chậm rãi biến hóa. Thêm một quyền nữa. Thật là thoải mái. Ây, mau báo cho tiền sư, Lý Thiên Mệnh đang muốn phá hỏng viên thần tạch kìa. Ây, còn em nữa chứ, có cái tin đần Lý Thiên Mệnh này. Đường sống thì còn sống, mà cứ nhất định phải đâm vào chỗ chết rồi. Một canh giờ sau, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, mệt chết đi được. Làm sao lại nhốn nháo như thế này nhỉ? Hắn vẫn còn đang sống kìa. Hắn thật sự đang ở trong đó suốt một canh giờ. Hắn hình như cảnh giới đã tăng lên 2 bậc rồi. Không sai, thiên phú này có thể nói là nghịch thiên. Kể cả nơi này nhốn nháo quá, chúng ta đi thôi. Cũng vài ngày rồi ta không gặp bụ thần, muội có muốn đi cùng không? Vậy mới đã mà để muốn để mẹ ta gặp con dâu rồi. Hay ngươi bớt tưởng tượng đi. Cà cà đi gặp a di thì mang theo lễ vật gì mới tốt hả? Không cần, với mẫu thần mua chính là lễ vật tốt nhất trong đời rồi. Cà cà sao lại nói dễ nghe như vậy chứ, thật là đáng ghét. Hay này, các người đừng có vung lỗ thức ăn cho chó. Không nhìn xung quanh xem mọi người đang ghét đỏ cả mắt rồi kìa kìa. Ai, Lý Thiên Mệnh cái tình khốn kiếp người, dựa vào cái gì mà đuôi đôi mắt cốc nữ thần của chúng ta chứ? Còn nói mấy cái lời ông bướm nữa chứ. Anh đừng có trách ta cũng thì đừng có trách chúng ta đó. Huy chị thôi, chị thôi. Bẩm báo phó chủ phủ, Lý Thiên Mệnh công kích viêm hoàng thạch, tôi được tạo hóa ngoại muốn, tăng lên 2 cảnh giới gây náo loạn. Xem ra vì con trai này của cố nhân luôn có thể mang kinh ngạc đến cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh thực sự là một nhân vật kỳ diệu. Ta thấy nếu cho hắn mượn một chút tiền thì tương lai nhất định sẽ lại lớn à. Vậy tiền cái gì? Ngươi đang làm buôn bán gì sao? Mà quên đi cái hiểu lầm, việc này rất là thú vị, để ta kể cho mà nghe. Linh Nhi, qua cái cầu kia nữa là đến nhà ta rồi, hình như có người chặn cầu. Để ta đi xem sao. Đúng là cái gì phải tới cũng sẽ tới à. Lý Thiên Mệnh, cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi. Lần này không gì dỗ được ngươi thì chúng ta không nhận là họ về. Nè đồ bài tướng, giờ ngươi ngon ngon dập đầu xin lỗi mùi mùi của ta thì con có thể nương tay với người, nếu không thì đừng trách ta cùng cách kỹ. Hào ca đừng có nói nhảm với hắn nữa, dám bất nạt Huyền Nhi thì ta phải đánh cho tàn phế. Cầu xin tha thứ à, tưởng tượng hơi bị nhiều rồi đấy. Ta đi, anh lên trước, mà tất cả cùng lên cũng được nha, để ta dạy cho các ngươi một bài học về việc tôn trọng huynh trưởng. Tiếp 11. Cùng lên, cái này mà gọi là sĩ gái phải không? Cái tên mặt dây đưa tiền này, con dám muốn bấu víu quan hệ với về già. Ta muốn bắt người từ này về sau mỗi ngày phải quỳ xuống này nói chuyện với ta, điếm dây cho ta. Lục sĩ đại đàn điểu, các người không cần nhung tay, ta muốn tự mình giáo huấn cái tên ngông cuồng này. Linh Nhi, một mình đâm đốm là đủ đối phó với cô ta rồi, chúng ta ngồi xem kịch là được.
Em lửa của ta đây. Ôi, móa bắt đầu luôn rồi à? Có gà đần này, giây lúc lúc nào mà ngươi còn ngủ sao? Hoặc ta vừa mơ thấy tiểu gà mái. Lỡ cho ta. Ây da, mò cái thứ chủ nhân gì vậy, trực tiếp bán mạng sống, mạng công sinh tú. Quả nhiên là vô sĩ mà lấy công sinh tú ra làm bia đỡ đạn. À, quấy rầy giấc mơ đẹp của ta, lấy con dùng cái loại lửa thấp kém này để thiêu ta được chứ? Các người không biết ta là lão tổ tông về lửa, con gò to xác này có đúng không? Mày chán sống rồi đúng không? Này thì chán sống nè. Lục sĩ đằng điếu bị nghiền ép trong nháy mắt, sao có thể chứ? Đến lượt người rồi đấy em gái à. Đừng có mà đặt ý, ta còn chưa sức toàn lực đâu. Vậy ngươi sức toàn lực hồ ta cái. Ây da, đánh thua một con gà rồi. Cút. Mà đây không phải là cái tên ngốc vài ngày trước bị ta đốt đi sao? Là hắn về quốc hào. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta sẽ khiến ngươi trả giá đất. Không phải mồi giường núi, là nếu ngươi đánh bại, ta liền sẽ thu gom làm đệ tử sau. Cà cà, cẩn thận, tu vi của hắn đã tăng lên rồi. Hôm nay cứ giao ta cho ngươi cơ hội đi, cố mà tận dụng đi. Tốt thôi, vừa hay ta đang muốn bắt người làm bù nhìn để ta thử công pháp mới đây. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng thích cứng miệng đúng không? Đã vậy ta sẽ cắt lưỡi của người trước. Bác sĩ Kim Đại Bằng Điểu. Này đồng đốm, xử lý con gà này thế nào? Vặt lòng nó. Cà, cẩn thận nha. Vặt lòng nó. Ồ, con ngông cuồng. Kim cương trống quyền. Dám trực tiếp quyền đối quyền với ta, tay người phế chắc rồi. Cà, không sao chứ? Không có gì để cứ lo, gái ngứa mà thôi. Cái gì? Không chút mày tổn thương, sao có thể chứ? Đã sớm cảm thấy cái tỷ quái gì kia có vấn đề. Vốn tư hắn chỉ muốn giao về nguy hiểm, không ngờ thật sự lại là huyền cơ. Rốt cuộc là thứ gì? Vô quốc hầu này không hổ là một trong những thất tử thiên bản, thật sự rất mạnh. Với thực lực hiện ta hiện giờ muốn thắng hắn là điều rất khó khăn. Linh Nhi giúp ta. Vô ca ca, phải có sự hỗ trợ của Linh Nhi mới được. Phụ thể. Ba cái trò vật vảnh, tự nhờ công chúa hỗ trợ là có thể đánh bại từ. Người đang sợ hãi, xem ra một quyền của rồi không phải là gầy ngứa đâu nhỉ. Sợ cây rắm, ta muốn cho ngươi chút mặt mũi, nó mới biểu diễn trạng thái mạnh nhất mà thôi. À đúng rồi, ta còn phải cảm ơn người nhà. Ngươi hủy lôi hỏa xích diện của ta, nhờ vậy mà phó chủ mới tặng ta xích diện mới đây. Giật, tiểu nhân đặc chỉ. Mà kịp phó cho phủ vậy mà lại tặng mình khí cho cái loại tiểu nhân này, thật khí cho người khác khó chịu mà. Huyền thiền kiềm vũ, ta có thể đập nát vũ khí đó một lần, vậy thì cũng có thể đập thêm lần nữa. Vậy sao? Thử chút là biết ngay thôi. Ê này, có được không đấy để ta giúp người? Ngươi cứ lo giải quyết phần của mình tốt cho tốt đi. Chuyện gì thế này? Ảo giác sao? Hắn vậy mà có thể bất phân thắng bại với Hào Ca. Đầm đốm, đừng để con chim kia đánh lén ta, mau giải quyết nó đi. Biết rồi, cái con gà này nhìn bên ngoài có vẻ ngu, nhưng lại rất biết suy nghĩ nhà. Đến lúc thiền kỹ thuật chân chính rồi, xem công pháp của ta đây. Tam ông trọng trảo,
chọc mù mắt người luôn, xem người còn đánh lén thế nào nữa. Nói vừa đánh lén thì bốn gà ta đây là bậc thầy, để ta làm mẫu cho người xem nè. Hử? Ây da, chết tiệt, lại là cái thứ lửa không thể diệt được kìa. Hơn nữa, lần này rõ ràng còn là phiên bản mạnh hơn nữa chứ. Không ổn rồi, phải né hết sóng lửa này trước. Ô sợ hở, lấy sức tam âm trống quyền. Ây da, vào cái lửa khó đốt này rồi. Âu ca, biểu đệ, nhận thua được chưa? Chỉ cần nhận thua thì ta liền thu hồi cái ngọn lửa này. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mau dừng lại. Ngon thế là tốt. Con tính ngươi biết điều đó. Không ai có thể ngờ ngươi lại có thực lực như vậy. Có điều, nếu ngươi cho rằng chỉ vì cái thế diệu võ dương oai vũ nhục chúng ta, như vậy ngươi đã sai rồi. Mà ta có vũ nhục người đấy sao ạ? Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nghịch thiết vì làm ma lâm thiên địa, ma lâm huyết mở. Đây là công pháp ma đạo. Ngươi đây là muốn đồng quy vô tận với ta ư? Cuối cùng cũng đã xong tới cái bộ mới nhất rồi nhé. Tập mới nhất rồi. Tập 37. Khi nào có thì để lại lên tiếp các bạn xem nhé. Chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Anh em nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé.